Dầu ăn 25 kg, chào các bạn đây. Hôm nay dầu ăn 25 kg, dầu ở Cát Lái nha các bạn. Đây là phà qua Cát Lái nè. Đi cao tốc tốn nhiều tiền quá, không có tiền nên là đi phà cho đỡ chi phí các bạn ơi. Rồi đó các bạn thấy không, và đi vào lúc trời tối luôn nha các bạn. Dầu ăn 25 kg thì các bạn ở Biên Hòa, Đồng Nai, Tây Ninh gì gọi là mình giao hết nha các bạn. Nói chung là bên mình không có ngại xa. Rồi chúc các bạn một ngày đặt tốt lành. Bầu trời thì rất là u ám nha. Rồi thân chào các bạn.